Vâng, và như anh em đang nhìn thấy, đây là bảng thống kê về chỉ số những vị tướng đang được sử dụng tại giải M5 này. Chúng ta xem thử xem cái con tướng nào đang bị cấm nhiều nhất nhá. Đây này, mục 3 này anh em này. Ở đây là tổng cộng này. Xếp nhá, nhiều nhất này. Úi dồi ôi, Nolan cấm 100 trận. Tỷ lệ cấm 80%. Ôi vãi cả nồi anh em ạ. Và mục tiêu của chúng ta dĩ nhiên rồi sẽ là vào những cái máu chất tướng máu giấy bên phía của team bạn lòn lên đường trên này. Combo anh em biết combo gì chưa? Nhớ là lướt đánh thường kích nội tại sau đó ulti. Úi rồi ôi. Ở thời điểm hiện tại trong những cái giải đấu M5, và nếu như mà Nolan nó có trong một trận đấu thì sao? Này dồn đam này. Úi rồi ôi. Và có vẻ như là Undead anh ta đang đánh được, anh ta có được mạng của Grok, nhưng mục tiêu của mỡ ở đây là em này cơ. Ôi đứng xa cả mét một lướt lên áp sát trừng phạt lướt thêm cái nữa. Ui rồi ôi. Hello, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Anh em có biết không, khi mà cái con Nolan này nó ở trong giải đấu M5, nó đang bị cấm lên đến 100 trận anh em ạ, với tỷ lệ cấm là 79,37% theo như thống kê đến từ giải đấu M5. Và mặc dù đây là một cái vị tướng sát thủ mới được cho ra mắt nhất, và cái con sát thủ này mỡ thấy ở trong rank cấm nhiều, nhưng anh em chắc là sẽ không nghĩ đến cái việc là đến ở trong giải đấu các tuyển thủ chuyên nghiệp họ còn sợ rằng là đối phương sẽ pick được vào cái con tướng sát thủ này. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái con sát thủ này ở thời điểm hiện tại mặc dù đã trải qua một cái lượt cấm, một cái lượt giảm sức mạnh đến từ bên phía của Muntu, nhưng nó vẫn quá khỏe và nó khỏe một cách kinh khủng khiếp luôn anh em ạ. Vậy ngày hôm nay lại một lần nữa để mà gọi là mang đến cho anh em gọi là một cái gameplay về vị tướng được cấm nhiều nhất ở trong giải đấu M5, thì mỡ lại một lần nữa chơi cái con Nolan này. Đấy, tháng này là mỡ chơi Nolan khá nhiều, nhưng mà vẫn muốn mang đến ở một cái góc nhìn của tuyển thủ để xem rằng là cái vị tướng sát thủ này tại sao nó bị cấm nhiều đến là như vậy. Thì có những yếu tố khiến cho cái con Nolan này nó bị cấm nhiều, và yếu tố đầu tiên cần phải kể đến, nó quá cơ động, đam nó quá to và gank quá dễ dàng. Anh em nhìn này, Easy có mạng với tình huống gank được dưới đến từ Yu Zhang, sau đó trừng phạt giảm tốc độ di chuyển của Esmeralda, sau đó kết liễu đi được cái cô nàng đi rừng bên phía của team bạn, hai mạng. Cái cách gank của Nolan nó đã dễ, cách chơi của Nolan nó còn dễ hơn. Và ở cái con Nolan này nó có rất nhiều những cái ưu điểm. Thứ nhất, đam to. Thứ hai, cần phải kể đến, và đáng lẽ mới cần phải kể đến đầu tiên, đó chính là bộ skill hồi chiều quá nhanh, khiến cho Nolan trở nên cực kỳ kinh khủng. Lướt liên tục, dùng skill liên tục, chiêu cuối của Nolan vừa là dồn đam, vừa là thanh tẩy. Vì thế cho nên bắt cái con Nolan này nó rất là khó. Và còn một cái điều quan trọng nữa, đó chính là cái combo của con Nolan ý, nó sở hữu cái vị tướng sát thủ này này, nó sở hữu một cái combo rằng là kết liễu kẻ địch chỉ trong khoảnh khắc, sau đó rút khỏi giao tranh cực kỳ dễ dàng. Nó lấy đi toàn bộ những cái ưu điểm mà vốn ra một cái con Saber nó cần có, anh em hiểu không? Saber cũng là một cái vị tướng sát thủ kết liễu kẻ địch được rất dễ dàng, nhưng mà cái con Nolan nó hơn cái con Saber ở chỗ, đó chính là cái con Nolan này này, nó kết liễu kẻ địch bằng một cái cách mà kẻ địch chưa thấy đam dồn xong là Nolan nó đã ra khỏi giao tranh rồi. Đấy, bây giờ cái con Nolan này mặc dù bị nớp sức mạnh là như này, nhưng mỡ nghĩ là vẫn chưa được. Muntun cần phải nớp nữa. Và ở thời điểm hiện tại, nếu như mà anh em nào mà vẫn chưa có được cái cơ hội trải nghiệm Nolan, hoặc là anh em vẫn nghĩ cái con Nolan này nó bị nớp rồi, nó yếu rồi, nó không đáng đi chơi đâu, thì mỡ nghĩ là anh em ở thời điểm hiện tại anh em hãy nên quay lại anh em chơi thử đi. Bởi vì cái combo Nolan ở trong rất nhiều video clip trước mỡ đã có cho anh em xem rồi. Và đây anh em nhìn này, một tình huống gank mà Novaria đang có cho mình, đó là cái bùa rùa nhá. Lướt lên đánh thường dùng chiêu một kích ulti lên bảng điểm số không nói nhiều, kể cả có bùa rùa. Bây giờ thì Esmeralda lao vào mỡ, nhưng có chói chân đến từ vị trí của Angela. Mỡ quay ngược trở lại chọc vào, đó là vị trí của Esmeralda luôn, sát thương dồn vào này. Esme rất cứng anh em, như anh em có thể nhìn thấy những Nolan nó truy đuổi theo thì chạy kiểu gì không chạy nổi anh em ạ. Bản thân cái con Nolan này thì nó có một hiệu ứng khống chế nhẹ thôi, đấy chính là làm chậm, nhưng bù lại là nó có rất nhiều sự cơ động, rất nhiều đam, hình như mỡ đã phải nói lại rất nhiều lần ở trong cái trận đấu này rồi.
Và cái lý do về cái để cho cái con Nolan này nó bị cấm ở trong cái giải đấu M5, một giải đấu mà quy tụ rất nhiều người chơi Mobile Legends có kỹ năng cao nhất ở trong cái tựa game này. Đây chính là đấy, như những gì mà Mỡ có chia sẻ với anh em, chắc là Mỡ cạn lời khi mà muốn nói về Nolan ở thời điểm hiện tại. Và trong trận đấu này thì Mỡ sẽ gọi là mang đến cho anh em cái cách chơi của Nolan một lần nữa anh em ạ. Set đồ thì ở trong trận đấu này Mỡ sẽ lên full đồ đam luôn, để cho Nolan nó có một cái combo gọi là one shot one kill. Và mục tiêu của chúng ta dĩ nhiên rồi sẽ là vào những cái máu, chất từ máu giấy bên phía của team bạn lòn lên đường trên này. Combo anh em biết combo gì chưa? Nhớ là lướt, đánh thường kích nội tại, sau đó ulti. Úi dồi ôi, không hiểu kiểu gì Popon Kupa Novaria lăn đùng ra ngã ngửa. Cái nguồn sát thương dồn vào đến từ Nolan nó không phải là đơn mục tiêu, mà nó là đa mục tiêu anh em ạ. Và khi mà cái con Nolan này nó cầm cái bùa tím thì gần như là không bao giờ hết nội năng luôn. Đi gánh cực kỳ dễ dàng, cực kỳ là đơn giản với anh chàng sát thủ bố của Layla này. Và đây là có một tình huống gọi là muốn ăn rùa, nhưng Mỡ lao vào dồn sát thương lùi ra một nhịp và sau đó trừng phạt. Đấy, trừng phạt hơi lỗ một tí nhưng vẫn ăn được thành công, sau đó quay ngược trở lại dồn sát thương tiếp tục vào cái cô nàng Esmeralda này và có được mạng hỗ trợ đến từ bên phía của Mỡ. Đấy, nhưng mà Mỡ cũng ăn được 5 mạng rồi cho nên Mỡ hỗ trợ đồng đội cũng được. Ôi ôi, cái thứ sức mạnh có thể nói là quái quỷ điên khùng, bị khùng điên gì đây anh em. Nhưng mà rõ ràng anh em có thể thấy được rằng là bây giờ cái con Nolan này nó làm lu mờ đi tất cả, lu mờ đi rất nhiều những vị tướng khác. Và như Mỡ có nói với anh em, Nolan là vị tướng có tỷ lệ cấm nhiều nhất ở thời điểm hiện tại trong những cái giải đấu M5. Và nếu như mà Nolan nó có trong một trận đấu thì sao? Này dồn đam này, ui dồi ôi, ui dồi ôi. Nếu như mà Nolan có trong trận đấu nhá, thì nếu như Nolan được pick thì tỷ lệ win rate của Nolan nó đang ở một cái mức rất cao, đó là 66,67%. Anh em hiểu không ạ? Đấy là cái tỷ lệ win, tỷ lệ thắng đấy. Còn nếu như mà chúng ta đánh giá ở tỷ lệ win rate ở bên team xanh thì nó là 63%. Còn nếu như mà được pick ở bên team đỏ thì tỷ lệ thắng nó sẽ là 80%. Cái team xanh và team đỏ ở đây nó có tác dụng gì? Team xanh và team đỏ nó có tác dụng giống như kiểu gọi là anh em sẽ được gọi là chọn trước và chọn sau ở trong một trận đấu mà thôi. Nhưng tất cả những cái điều đấy nó đã nói lên được cái sự hoàn hảo toàn diện và quá kinh khủng ở Nolan ở thời điểm hiện tại. Đấy, như ở trong trận đấu này ở rank bách chiến gần vinh quang, Mỡ chơi chạy loanh quanh 7 mạng. Và tiếp đến ở đây là có cái anh chàng Popon lướt vào kích nội tại. Ui dồi ôi, đánh đấm gì nữa, đang chạy đến từ vị trí của Grock nhưng bị làm chậm, dồn sát thương. Ui dồi ôi, đi đến đâu là có mạng đến đấy, đi đến đâu là có mạng đến đấy. Đánh nhau thì chiêu 1, chiêu 2 hồi 1 giây, chiêu cuối thì hồi có mười mấy, hai mươi mấy giây. Gần như lúc nào vào giao tranh là Nolan cũng sẵn bộ skill. Và mặc dù là tướng cận chiến nhưng mà cái khả năng áp sát của Nolan nó đang cực kỳ là bá đạo. Này, có ulti anh em này, lướt vào đánh thực kích nội tại, dùng chiêu 1, dùng chiêu cuối. Ôi trời ơi, lên bảng điểm số là Esmeralda. Đánh đâm cái điếu gì ở cái con sát thủ này bây giờ hả anh em? Một cái chất tướng quá lỗi, quá bệnh ngoạn. Và anh em vẫn khuyên là ở thời điểm hiện tại anh em nên chơi đi. Sắp tới là chắc chắn là cái con này nó bị nớp nữa. Sau cái giải M5 này khẳng định với anh em là cái con này nó sẽ bị nớp nữa, để mà nó trở nên cân bằng. Chứ bây giờ ba vãi nồi, con Nolan nó làm lu mờ đi toàn bộ những cái vị tướng sát thủ khác. Đấy, bây giờ gần như trong mọi trận đấu M5 mà anh em có xem giải ở trên cái kênh bình luận trực tiếp đến từ Mỡ ấy, nó cấm đi gần như là toàn bộ luôn. Vào game auto cấm đi Fanny, Nolan với cả Joy. Đấy, thậm chí là có một số trận Joy được thả ra nhưng Nolan là bắt buộc phải cấm. Thế chơi bời cái gì nữa anh em. Ok, rồi. Và bây giờ thì có lẽ là Mỡ sẽ tập trung vào để kết thúc cái trận đấu này thôi anh em ạ. Một cái game đấu mà anh em có thể nhìn thấy là Mỡ đang có được cho mình một cái cây điền là rất xanh rồi. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ lên được trên. Popon đang có một cái tình huống đâu, đây là Ondert đang muốn lao vào cái anh chàng Grock của Popon. Và có vẻ như là Ondert anh ta đang đánh được, anh ta có được mạng của Grock. Nhưng mục tiêu của Mỡ ở đây là em này cơ. Ôi ôi, đứng xa cả mét, một lướt lên áp sát trừng phạt, lướt thêm cái nữa. Ui dồi ôi. Tôi không hiểu là cái con Nolan này Moontoon lấy ý tưởng từ đâu để mà tạo ra được một cái con sát thủ không cầm dao, không cầm kiếm, cầm thước kẻ các ông ạ, mà đam kiểu bấc vãi nồi. Thề với anh em luôn, anh em có thể cầm cái con Nolan này leo từ rank thấp tẹt lên rank vinh quang thần thoại và rank chí tôn cũng rất ok. Nhưng có một cái vấn đề là lên từ cái rank thần thoại trở lên là Nolan nó bị cấm hơi nhiều ấy. Đấy, vì thế cho nên là anh em cũng cần phải cân nhắc để mà sử dụng cái con sát thủ này nhá, chứ cũng nên chơi thêm một hai con. Chứ auto pick cái con này để mà lên rank cao thì Mỡ nghĩ là lên rank cao hơi khó để anh em được chọn. Vâng, và bây giờ thì với cục diện như thế này thì chắc là team bạn chỉ có thua thôi. Nhưng mà Nolan trong tay của tôi bạn nó xanh quá rồi, KDA 13-03.
đồng đội chỉ hỗ trợ ăn được mạng khoảng độ tầm 3 mạng thôi. Còn lại 10 mạng là một mình vẫn làm hết. Sát thương đến từ một mình con Nolan này nó quá thừa rồi. Và bây giờ thì Lord sẽ thuộc về bên phía của team mỡ trong cái trận đấu này. Đây sẽ là một cái game win chắc chắn là như vậy rồi. Bản thân mỡ đi sâu rank những cái tầm rank như thế này cầm Nolan tỷ lệ thắng nó phải lên đến 60-70% đấy anh em ạ. Nếu team không quá tạ. Còn team mà đánh tầm trung ấy, ok win luôn, không nói nhiều. Ok và mỡ bắt đầu lại rình rập. Sẽ đang tìm hướng lướt ra trừng phạt nhỉ, nhưng mà không có trừng phạt anh em ạ. Thôi tầm này lại lùi về đây một nhịp. Bây giờ để lướt lên kích nội tại này. Ôi giời ơi, Yu Zhang, ôi giời ơi, Popo đi Koopa. Gặp phải con Nolan này, ôi giời, lướt lên, không có nội tại đánh thường rồi, hơi tiếc nhỉ. Tình huống vừa xong là chưa có nội tại anh em ạ. Cho nên là mỡ không thể nào mà có thể một tình huống lướt lên để mà dồn sát thương được, hơi đáng tiếc. Nếu có thì khả năng cao là mỡ lại có được mạng anh em ơi. Trong khi đó thì Lord đã xuất hiện ở đường dưới rồi. Team của mỡ đang được đẩy vào, có mỗi mình Holder ở đây thôi và anh ta đang đứng giữa vòng vây của các thành viên bên phía của team bạn. À có cả Angela nữa. Mỡ sẽ rình nha anh em nhé. Mục tiêu của mỡ bây giờ mặc dù đồ đam đã nhiều nhưng mà chúng ta sẽ lao vào những cái đường máu mỏng thôi để đánh. Đây đây từ từ nha. Rồi con Yu Zhang bật phản kích đúng không? Lao vào này. Kích đánh thường dùng ulti. Ui xồi ôi, lên bảng điểm số là Esmeralda. Còn ai nữa ông ạ? Chờ nội tại hồi anh em nha. Nội tại hồi rồi này. Căn căn nội tại vào vả con Nova này. Ui xồi ôi, không cần ulti anh em ạ. Lại tiếp tục chờ một tí cho nội tại hồi nha. Lần này chiêu cuối có này. Popon Koopa anh em nhìn kìa. Lướt lên kích nội tại dùng chiêu 1 dùng chiêu cuối này. Ôi trời ơi, quá đúng kịch bản luôn anh em ạ. Cái game này tôi nghĩ là cũng là về cơ bản là trận đấu này thì được cái team mỡ đánh hay và trận đấu này team bạn nó cũng đánh cũng không thuộc dạng hay cho lắm anh em ạ. Nhưng đó là trung bình một trận đấu mà có một cái con Nolan ở trong tựa game Mobile Legends kiểu đấy anh em ạ. Kiểu nó như vậy đấy anh em ạ. Gần như anh em nào mà đã hiểu được cái combo của Nolan mà vào trong cái game này thì cái trận đấu nó kiểu là như vậy. Lúc nào cái kết quả cũng là như vậy thôi. Hiếm khi có trận đấu nào anh em cầm Nolan mà bị thò lóc. Này, ui dồi ôi, con Popon chưa thấy mặt mũi của mỡ đầu cua tay nheo như nào lên bảng điểm số mất rồi. Team mỡ ăn được 35 mạng thì bản thân mỡ ăn được 19 mạng. Đóng góp thêm 5 mạng hỗ trợ là 24 mạng. Phải chiếm 3/4 tổng mạng của bên phía của team mỡ. Và với việc mất đi hai người như thế này thì để xem team bạn đép nhau kiểu gì. Thôi bây giờ mình end luôn cho team bạn nó đỡ khổ anh em nhé. Lướt lên này, dùng ulti này, thôi bay màu luôn. Đó là Edme, tiếp đến là cái vị tướng Yu Zhang. Và trận đấu này kết thúc tại đây. Chính đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về vị tướng sát thủ đang bị cấm nhiều nhất ở giải đấu M5 và lý do tại sao nó bị cấm. Và nếu anh em chưa có dịp chơi, chơi đi nhớ, sắp bị nớp rồi đấy. Và nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.